đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên. Gạ tình rồi còn vu khống học sinh, phải nghiêm trị ông thầy vô đạo này. Luật và tầm nhìn. Tổng cục thuế cảnh báo lừa đảo cập nhật căn cước công dân và mất phí hàng triệu đồng. Cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc nhận sai. Gạ tình rồi còn vu khống học sinh, phải nghiêm trị ông thầy vô đạo này. Thưa quý vị và các bạn, sau khi công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 vu khống thầy giáo gạ tình, đối tượng Nguyễn Sinh Hùng, giáo viên trường trung học cơ sở Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa ông Nguyễn Sinh Hùng và một nữ sinh lớp 8 tên TTA có quan hệ trên mức tình cảm. Vụ việc ồn ào, chính ông Nguyễn Sinh Hùng, giáo viên trường trung học cơ sở Xuân Diệu khai rằng nữ sinh đã vu khống ông. Những tin nhắn trên mạng xã hội giữa ông Nguyễn Sinh Hùng với em TTA là do em tự tạo ra. Em TTA khai với nhà trường do có thành kiến với thầy Hùng, nên lấy hình ảnh thầy Hùng để tạo một tài khoản Facebook giả mang tên Hùng, tự tạo tin nhắn để vu khống ông Hùng. Em phải khai nội dung tự mang tội như vậy vì bị thầy Hùng gạ tình, còn ép em phải nhận là vu khống. Em phải xin lỗi thầy Hùng, còn nhà trường nhắc nhở kỷ luật em. Nhưng cây kim không thể giấu trong bọc, vì câu chuyện quá vô lý, phi logic mà ai cũng có thể nhận ra. Cho nên chính ông Hùng phải khai lại cho đúng sự thật, không nói em A vu khống mà bởi vì do thấy lương tâm cắn rứt, chuyện vu oan cho em A nên thầy Hùng thừa nhận. Còn nhà trường thì sao? Ngày 15 tháng 3, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Xuân Diệu cho báo chí biết, nữ sinh A nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook Hùng giả với nội dung trao đổi về vấn đề tình dục, mục đích là hạ uy tín của thầy Hùng. Ngoài ra, nữ sinh A này tự tạo nội dung tin nhắn và chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong lớp. Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh A đã xin lỗi thầy Hùng và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc. Có nghĩa là nhà trường nghe theo lời của ông Hùng, ghi nhận lời bị ép cung của nữ sinh A, khẳng định một sự việc hoàn toàn ngược lại với sự thật. Có phải nhà trường không biết sự thật hay không? Hay biết nhưng bao che cho ông Hát để giữ uy tín cho trường? Một đứa trẻ lớp 8 có thể nghĩ ra được mưu mô hại người và viết ra những lời lẽ ngôn tình như vậy không? Chuyện này ai cũng có thể suy luận để rút ra kết luận. Ông Hùng cho rằng do thấy lương tâm cắn rứt nên thừa nhận sự thật, nhưng sự thật là do công an vào cuộc điều tra vụ việc. Ông Hát thừa biết nếu công an điều tra thì sẽ biết được tài khoản Facebook Hùng là của ông hay do em TTA tạo ra, làm giả để vu khống ông. Máy móc công nghệ ghi lại rõ ràng, nếu dối trá không thể qua mặt công an được. Ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Mỹ Tho đã tạm giữ đối tượng Hùng để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin gạ tình một nữ sinh lớp 8 học tại trường trung học cơ sở Xuân Diệu. Phải nghiêm trị, để những con người như ông Hùng làm giáo viên thì coi chừng sẽ có những đứa trẻ là nạn nhân của ông. Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như trước đây. Cụ thể, đối với nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu ở tuổi 55. Là một giáo viên bậc trung học cơ sở đang bước vào tuổi 60, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dựa trên những cơ sở như sau. Thứ nhất, dạy học là ngành nghề đặc thù, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ tương lai của đất nước, dân tộc, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Do vậy, cần có những thầy cô chuẩn mực sư phạm về cả hình thức bên ngoài và nội dung năng lực giảng dạy, trở thành hình mẫu lý tưởng cho học sinh. Nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 như trước đây là hợp lý, hơn so với nam ở tuổi 62 và nữ ở tuổi 60. Lý do là bởi ở độ tuổi này, thầy cô đã xuất hiện sự chậm chạp, mệt mỏi trong giảng dạy, sinh hoạt và đây là điều không sao tránh khỏi. Thứ hai, về tâm sinh lý, nam ở độ tuổi 60, nữ ở độ tuổi 55 là kết thúc giai đoạn đỉnh cao của sức khỏe và trí tuệ. Với đa số thầy từ tuổi 60, cô từ tuổi 55 không còn thu hút đối với học sinh. Bản thân tôi khi bước sang tuổi 60, lên lớp giảng dạy có học sinh hỏi, thầy già rồi sao vẫn còn dạy? Tôi chỉ cười và trả lời, hiệu trưởng chưa cho thầy nghỉ. Mặc dù chỉ là câu trả lời vui, nhưng quả thực ở độ tuổi này tôi cảm nhận sự năng động, nhiệt huyết của bản thân đã suy giảm rõ rệt. Ngay cả dáng đi, lời nói cũng đã không còn vững vàng và lưu loát thì làm sao dạy cho có chất lượng để lôi cuốn học sinh. Thứ ba, về chất lượng giảng dạy, với sự tiến bộ của khoa học,
với sự tiến bộ của khoa học công nghệ là công cụ hỗ trợ thầy cô trong giảng dạy. Tuy vậy, đó cũng là trở ngại hạn chế của những thầy cô lớn tuổi trong việc áp dụng sử dụng công nghệ vào bài giảng. Dù rất cố gắng, nhà trường đã nhiều lần tập huấn áp dụng công nghệ vào soạn bài, soạn đề, dạy online trên những phần mềm, nhưng nhiều thầy cô lớn tuổi dù đã cố gắng tiếp cận công nghệ nhưng mãi vẫn loay hoay rồi lại thực hiện bằng thủ công truyền thống bởi lực bất tòng tâm. Với ba lý do nêu trên, tôi cho rằng thầy cô đến tuổi về hưu như quy định trước đây, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi là hợp lý. Đó cũng là giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, trẻ hóa lực lượng giáo dục và cũng là tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm ra trường sớm có được việc làm. Việc tăng tuổi nghỉ hưu với giáo viên nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi theo lộ trình tính từ năm 2021, mỗi năm nam tăng 3 tháng, nữ tăng 4 tháng với mục đích tránh nguy cơ vỡ quỹ hưu trí trong tương lai là thiếu căn cứ thực tế. Bộ Lao động và Thương binh Xã hội cần có giải pháp khác hiệu quả hơn để giải quyết nỗi lo vỡ quỹ hưu trí. Đừng để tuổi tác trở thành gánh nặng cho ngành giáo dục. Luật và tầm nhìn. Thưa quý vị và các bạn, chưa từng thấy chuyện mua sắm công nào kỳ quái như thế là câu nói gây chú ý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ suốt mấy ngày qua. Câu chuyện đằng sau câu nói đó đang nhắc nhở những người làm luật cần có tầm nhìn bao quát hơn đối với các biến động khách quan của tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và thế giới. Trong phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15 tháng 3, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã đề nghị nghiên cứu thêm thể chế trong luật trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Chủ tịch cho rằng cần quy định rõ để sau này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vận hành được mà không phải ban hành nghị quyết. Đề nghị này tuy khá táo bạo nhưng không phải không khả thi. Dù không thể lường được các biến cố khách quan, nhưng trên quan điểm chỉ cần nắm quy luật và bản chất của sự việc, hoàn toàn có thể đưa ra khung hành động với các ưu tiên và giới hạn cụ thể để những người có trách nhiệm làm căn cứ ra quyết định trong hoàn cảnh kinh tế xã hội, có biến động hay ở vào tình huống đặc biệt. Điều đó cũng có nghĩa là tính minh bạch của các quy định trong các bộ luật nói chung và luật đấu thầu sửa đổi nói riêng cần được xác định ở mức độ cao. Khi tính minh bạch được nâng cao sẽ tránh được tình trạng mơ hồ, sợ trách nhiệm, biết cần làm nhưng không dám làm của cán bộ lãnh đạo. Đây là những gì đã xảy ra với ngành y tế thời gian qua, khi tình trạng thiếu trầm trọng thuốc men, vật tư và trang thiết bị y tế đẩy người dân vào những hoang mang, lo lắng. Chưa từng có trước đây, thật ra luôn có cơ chế tự sửa lỗi trong việc điều hành của chính phủ cũng như của các bộ ngành chuyên môn. Luật bất cập hay chưa bám sát thực tế luôn được bổ sung để hoàn thiện theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tuy vậy, có một số điều luật tồn tại đã lâu, không mâu thuẫn với thực tiễn, nhưng dần trở nên chung chung, thiếu chi tiết, tạo kẽ hở cho thất thoát, lãng phí, tham ô, tham nhũng có đất hoành hành. Một ví dụ điển hình là trước đây các cơ sở khám chữa bệnh mua sắm hóa chất, sinh phẩm, nhưng không được lưu ý là kèm theo nhà thầu phải cung cấp máy móc xét nghiệm để sử dụng hóa chất, sinh phẩm đó. Kết quả là xảy ra sự thiếu tương thích giữa thiết bị và hóa chất, sinh phẩm đã mua. Trong luật đấu thầu sửa đổi và một số bộ luật khác, như luật giá, luật nhà ở sửa đổi, lần này những quy định thiếu chi tiết, phát sinh bất cập tương tự đã được cân chỉnh, bổ sung cho đúng với tình hình thực tế. Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau với nhiều nội dung sửa đổi của các bộ luật, đặc biệt là luật đấu thầu trong phiên họp lần thứ 21 này, nhưng qua đó người dân thấy được tầm nhìn của cơ quan làm luật đã được nâng lên rất nhiều. Một số điều luật đã bắt đầu tiệm cận được với các điều ước quốc tế, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch. Hy vọng những ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này sẽ được các cơ quan chuyên trách soạn thảo luật ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc nhận sai. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã làm việc với vị cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc. Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa cho biết, đơn vị này vừa xin ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh để xem xét các hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Minh Tuấn. Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa họp xử lý nội dung clip cán bộ đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc được báo chí phản ánh vào tối 15 tháng 3. Tại cuộc họp, ông Phạm Minh Tuấn sinh năm 1977, trưởng bộ phận kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa thừa nhận, vào khoảng 13 giờ 41 phút ngày 6 tháng 3, nhằm ngày thứ hai trong giờ hành chính nhà nước, có đánh bài bằng hình thức ăn tiền với một nhóm người tại quán cà phê trên đường Lê Lợi, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Sự việc được người dân quay clip, truyền tay nhau xem và báo chí đã phản ánh về vụ việc. Ông Tuấn thừa nhận bản thân biết việc đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc là vi phạm nội quy quy chế của cơ quan, vi phạm luật viên chức, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Tổng cục thuế cảnh báo lừa đảo cập nhật căn cước công dân và mất phí hàng triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế khẳng định không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc cập nhật căn cước công dân và thu phí. Thời gian gần đây, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh có một trung tâm, nhóm hỗ trợ của Tổng cục Thuế gửi thông báo. Chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tổng cục Thuế khẳng định không có chủ trương cũng như không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc nêu trên. Thông báo trên là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế. Cục Thuế khẳng định đây là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp gây tổn hại tới uy tín hình ảnh của ngành thuế. Theo Tổng cục Thuế, quy định bắt buộc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại luật doanh nghiệp số 68 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Theo đó, khi có thay đổi về số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Vì vậy, Tổng cục Thuế cảnh báo đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an hoặc cơ quan thuế quản lý trên địa bàn.